Đeo test máy em kiểm tra cam và mic của máy ạ. Em che cái ánh sáng bên trên nhé. Đây. Đó, còn đâu thì cam khá là rõ nét chứ không có bị đùm đen đùm sáng gì đó ạ. Đấy. Em kiểm tra mic của máy ạ. Alo 123. Alo 123. Mic ok này, em kiểm tra cả bàn phím của máy ạ. Những phím màu trắng ở trên màn hình là những phím hiện đang có trong bàn phím ạ. Bàn phím mượt mà ok nhé. Em kiểm tra loa của máy đấy ạ. Máy thì có thể xoay gập được 360 độ nhé. Khi xoay gập thì bàn phím sẽ tự động ngắt ạ. Máy rất là mỏng nhẹ luôn. Em kiểm tra cấu hình của máy nhé. Cấu hình là i7, thế 7 RAM là 16 GB đấy ạ. Ổ cứng 512 GB nhé. Vừa nãy nó chạy quảng cáo là hơi lâu ấy anh. Đây, bây giờ được rồi này. Xoay gập thoải mái luôn, 360 độ. Loa này thì mình nghe vừa đủ thôi anh nhá. Máy thì rất là mỏng nhẹ luôn. Đó. Xoay gập thoải mái luôn. Màn hình của máy đây, siêu đẹp luôn. Bàn phím đấy ạ. Cảm ứng mượt mà anh nhá. Đây, cảm ứng là mượt mà luôn. Ngoại hình của máy đấy ạ, mặt trước của máy ạ. Mặt trước của máy siêu đẹp đấy nhá. Nó hơi bẩn một xíu, dính keo này. Mấy cái vết bẩn này thì tí em sẽ vệ sinh cho mình nhá. Còn mặt trước đây thì khá đẹp luôn. Có một chút vết va nhẹ ở đây nhá. Máy qua sử dụng thì không thể tránh khỏi được. Vết này thì không ảnh hưởng gì ngoại hình hay là màn hình của máy gì đâu ạ. Các góc cạnh của máy đấy ạ. Các góc cạnh của máy đây. Siêu đẹp luôn anh nhá. Chỗ này tí em sẽ vệ sinh lại cho mình ạ. Các góc cạnh thì khá là đẹp, không có bị cấn móp hay là va đập xước sát gì đâu ạ. Máy thì rất là đẹp luôn. Đây, có bị sức nhẹ một xíu ở đây nhá. Rất là nhẹ thôi, nhìn kỹ thì mới thấy. Đây, sức nhẹ ở đây xíu nhá. Nhìn thật kỹ thì mới thấy thôi ạ. Mặt sau của máy đấy ạ. Mặt sau cũng siêu đẹp luôn đấy nhá. Tí em sẽ chụp rõ cho mình ạ.